Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 209 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Chuyện được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc, nguồn gocchuyen.com. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy like, share video để cho bạn bè, người thân, gia đình được biết đến trang và cũng như giọng đọc của Khánh Duy. Và Khánh Duy cũng không quên kêu gọi mọi người hãy ủng hộ donate để kênh tạo động lực cho kênh, để kênh có thể phát triển ngày một vững mạnh hơn nữa. Các hình thức donate ủng hộ mình có ghi ở dưới mô tả mỗi video hoặc là trang bìa của mỗi câu chuyện. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ hai người Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ tạm biệt mọi người, ly khai khỏi phiến thiên địa đó. Hai người bọn họ lập tức bay lên. Phong Tiêu và một đám đạo quân nhìn chằm chằm và xông ra khỏi tầng khí quyển. Phong Tiêu nhìn thân ảnh Kỷ Linh biến mất, trong mắt hắn rưng rưng. Lần từ biệt này có thể gặp lại sư phụ được không đây? Sư phụ Bắc Minh của ngươi thực lực rất mạnh, đại trưởng lão vỗ vai Phong Tiêu nói. Phong Tiêu, ngươi vượt qua sư phụ của ngươi, nếu không tương lai làm sao có thể đi xông ra ngoại vực đây tìm sư phụ của ngươi được đây. Ta hiểu rồi, Phong Tiêu gật đầu. Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ liên tiếp xuyên qua 9 tầng khí quyển, rốt cuộc cũng ra khỏi khí quyển bao phủ ngôi sao này. Thật sự là thần kỳ mà, Kiều Trần giáo chủ quan sát phía dưới nói. Chỉ một ngôi sao có thể thay nghén ra nhiều tính mạng tu hành như vậy, mỗi thời có 20-30 vị đạo quân, diện tích bằng 2-3 cương vực, không hổ là cổ tu hành giả tổ tiên chi địa mà. Ngôi sao này nhất định có bí mật gì đó, Kỷ Linh quay đầu nhìn phương xa nói. Chọn một phương hướng đi. Hư không chung quanh rộng lớn, bên ngoài hư không là thông đạo nham thạch vô cùng vô tận. Thông đạo nham thạch còn có hỏa diễm, có thể tưởng tượng trong thông đạo có bao nhiêu hỏa diễm ma đầu. Bốn phương tám hướng đều là như vậy cả, chúng ta tới từ bên này thì phải đi sang bên kia, Kiều Trần giáo chủ chỉ hướng khác nói. Ta cũng nghĩ như vậy, Kỷ Linh nhếch miệng cười cười, lúc này vung tay lên bao phủ phi chu màu đen. Hai người bay lên phi chu. Xoạt, phi chu lập tức tăng vọt đến gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng rời đi. Tất cả khu vực tổ tiên chi địa và cả ngôi sao lúc trước, không gian khắp nơi bị phong cấm, cũng không thể xuyên thẳng qua hư không. Đến, Kỷ Linh và Kiều Trần giáo chủ nhìn thông đạo nham thạch càng ngày càng gần. Phi chu màu đen trực tiếp tiến vào trong đó. Một đầu thông đạo nham thạch hỏa diễm đập vào mặt, và một thân ảnh hỏa diễm ma đầu ở xa xa cũng bay tới. Kỷ Linh, Kiều Trần giáo chủ lập tức sử dụng hoàn liệt thạch. Xoẹt xoẹt xoẹt, trên khải giáp, trên binh khí hai người có hào quang màu đen bao phủ, đó là nơi hoàn liệt thạch bao bọc. Sát, hỏa diễm ma đầu ở xa xa gào thét, đồng thời còn có chấn động vô hình sinh ra. Lúc này ở hướng xa xa có nhiều hỏa diễm ma đầu hiện thân, trên trăm tên hỏa diễm ma đầu giống giận giết tới. Bác Minh, ngươi nhìn uy lực cấm thuật của ta đi, Kiều Trần giáo chủ cười nói. Lúc này ngoài thân thể của hắn có thủy quang xuất hiện, thủy quang rung động như hóa thành thực chất, nó giống như sóng nước bao phủ chung quanh, sóng nước xanh đậm bao phủ mọi nơi, từng vòng rung động bao phủ trên người hỏa diễm ma đầu. Từ đó đám hỏa diễm ma đầu thất tha thất thểu, tốc độ đều giảm mạnh. Thủy quang rung động bao phủ Kỷ Linh bên này, Kỷ Linh thò tay vào và cảm giác được lực lượng mênh mông. Sao, như thế nào? Kiều Trần giáo chủ đắc ý nói. Uy lực mạnh không thua gì bí thuật của ta cả, Kỷ Linh gật đầu tán dương. Bí thuật thủy chấn của ta là do một vị vĩnh hằng đế quân sáng chế, ta am hiểu đúng là thủy đạo, cho nên sớm học bí thuật này hôm nay mới tính là luyện thành, Kiều Trần giáo chủ rất đắc ý nói. Ta hiện tại là đạo quân tam bộ, chờ ta thành đạo quân tứ bộ, cảnh giới sẽ còn cao hơn chút ít, khi đó uy lực của thủy chấn không ít đâu. Giao thủ cùng cấp độ, ta có thể sử dụng bí thuật chấn áp. Xem ra trước kia bị ta chấn áp ngươi ghi hận trong lòng rồi, Kỷ Linh cũng trêu ghẹo. Bị bí thuật của ngươi áp chế làm ta nghẹn một bụng đây này, Kiều Trần giáo chủ cũng cười nói. Như thế nào, có phải ghen ghét bí thuật của ta đột phá hay không đây? Cho dù hiện tại rời khỏi nơi đây quay về vô tận cương vực, ta cũng không có gì tiếc nuối đâu. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau, đám hỏa diễm ma đầu ở xa xa bắt đầu tập kết lại.
Chúng lao tới trước mặt đám người kỳ linh. Nếu như là quá khứ, hai người kỳ linh sẽ không tùy ý để cho hỏa diễm ma đầu tập kết. Lần này bởi vì đạt được hoàn liệt thạch, hai người kỳ linh cũng muốn thí nghiệm uy lực của hoàn liệt thạch này, nên mới để chúng tùy ý mà tập kết. Hơn trăm đầu hỏa diễm ma đầu vây giết, mặc dù không có hoàn liệt thạch, đám người kỳ linh muốn chạy trốn khỏi chết cũng không khó. Chết đi! Kỳ linh sử dụng ba đầu sáu tay, cầm sáu chuôi thần kiếm trong tay. Mỗi một chuôi thần kiếm đều có năng lượng hoàn liệt thạch bao phủ. Xoẹt! Kiếm quang gào thét, hoặc là trực tiếp cắt ngang, cắt qua thân thể hỏa diễm ma đầu một lỗ thủng, hoặc là chém trúng thân thể. À! Chỉ cần là hỏa diễm ma đầu bị phá khải giáp đều gào thét thảm thiết, thân thể chúng ảm đạm, khí tức nhanh chóng suy yếu, giống như tuyết tan gặp nắng xuân vậy. Những hỏa diễm ma đầu kia chỉ trúng vết thương nhẹ, nhưng khí tức chôn vùi, thân thể của chúng hóa thành hỏa diễm, không bao giờ phục sinh được nữa. Dính năng lượng hoàn liệt thạch sẽ chết sao? Kỳ linh, Cửu Trần giáo chủ đều rất giật mình uy lực của hoàn liệt thạch này. Đây là thời khắc khắc chế trời sinh, chỉ cần phá vỡ giáp khải, tổn thương thân thể sẽ làm ma đầu chết đi. Lần này đơn giản rồi, đơn giản hơn trước gấp trăm lần. Kỳ linh, Cửu Trần giáo chủ đều phi thường vui vẻ, lúc này tiến lên cũng thật nhanh. Thời gian ngày từng ngày lại qua đi, hai người kỳ linh không ngừng xuyên qua thông đạo dài hẹp. Bởi vì thời gian dài không có đoạt được, cho nên chủ động tiến vào thông đạo nham thạch rộng trăm vạn dặm. Quá khứ nơi này có uy hiếp chí mạng, thế nhưng bây giờ có hoàn liệt thạch nên có thể xông qua một lần. Thông đạo nham thạch trăm vạn dặm có số lượng hỏa diễm ma đầu nhiều tới mức dọa người, tùy tiện tụ tập là mấy ngàn đầu, có chút thậm chí mấy vạn đầu. Hai người kỳ linh thi triển bí thuật ỷ vào hoàn liệt thạch khắc chế vẫn cảm thấy gian nan. Thông đạo nham thạch rộng trăm vạn dặm mới thực sự là chủ thông đạo. Tuy đám người kỳ linh gặp nguy cơ tứ phía, thậm chí ngẫu nhiên còn dốc sức liều mạng, bọn họ phát hiện chỗ tốt khi hành tẩu trong thông đạo trăm vạn dặm. Bởi vì những thông đạo thật nhỏ, cong cong quấn quấn, dường như mạng nhện, những thông đạo này kết nối tương đối liên thông. Thông đạo rộng trăm vạn dặm lại tương liên với nhau và đi về một hướng, hoàn toàn không có đường rẽ. Coi chừng! Oanh! Kỳ linh ngăn cản một đao giúp Kiều Trần và trực tiếp đi ra. Kiều Trần xuất ra một đạo phù. Oanh! Cuồng phong vô cùng vô tận xuất hiện, cuồng phong tàn sát bừa bãi, vô số hỏa diễm ma đầu bị thổi bay và không thể khống chế nổi. Đi mau! Kỳ linh, Kiều Trần giáo chủ chật vật khống chế phi chu màu đen, thừa cơ nhanh chóng mà chạy thục mạng. Hoàn liệt thạch khắc chế hỏa diễm ma đầu, khi lật vào vượt qua 10 vạn đầu hỏa diễm ma đầu vây giết, đám người kỳ linh bọn hắn cũng phải dốc sức liều mạng xuất bảo bối ra ngăn cản. Oanh! Rốt cuộc phi chu cũng lao ra khỏi thông đạo to lớn. Hư không là hư không rồi. Đám người kỳ linh Kiều Trần mừng rỡ. Tuy trải qua thông đạo rộng trăm vạn dặm gần 6 canh giờ, nhưng lại gặp 3 lần nguy cơ chí mạng, đều dựa vào đạo phù mới sống sót được. Kỳ linh dùng một đạo phù của Khổng Tát đạo quân lưu lại, Kiều Trần dùng 2 quả. Chủ yếu kỳ linh có áo giáp chúa tể nên khả năng bảo vệ tính mạng lợi hại hơn của Kiều Trần. Rốt cuộc cũng nhìn thấy hư không rộng lớn rồi. Đám người kỳ linh nhìn về phía sau, đám hỏa diễm ma đầu đằng sau cũng giảm tốc độ, dường như chúng sợ cái gì đó. Trên bong phi chu màu đen, hai người kỳ linh nhìn về nơi xa xa, phía trước có hào quang như cầu vồng. Hư không nơi này rộng lớn trăm tỷ dặm, trong hư không ẩn ẩn có một ngôi sao. Sao? Giống như trước kia ư? Kỳ linh và Kiều Trần nhìn nhau. Trước kia là quê quán của Phong Tiêu, cũng là hư không trăm tỷ dặm, trong hư không đó có một ngôi sao. Vèo! Khống chế phi chu tới gần, bởi vì có một đạo hào quang bao phủ ngôi sao, cho nên Kỳ Linh không rõ bộ dạng chân chính của ngôi sao này. Lúc tới gần ngôi sao mấy tỷ dặm mới nhìn được rành mạch, chỉ thấy trong hào quang chính là ngôi sao đó, thế nhưng bị tàn phá không chịu nổi. Mặt ngoài có vô số vết rách, bên cạnh còn có hai khối mảnh vỡ lớn đang trôi nổi. Mảnh vỡ ư? Hai người Kỳ Linh không dám tin nhìn ngôi sao bị tàn phá ngay trước mặt mình. Ngôi sao bị tàn phá kia vẫn tỏa ra uy áp cao cao tại thượng, nhưng không có gì uy hiếp cả. Tại sao lại vỡ vụn như vậy? Kiều Trần giáo chủ khó có thể tin nói. Theo như ta thấy, chính là Vĩnh Hằng Đế Quân muốn oanh phá cũng không có khả năng, chỉ sợ phải có thực lực cấp chúa tể. Chẳng lẽ có chúa tể tới đây oanh phá ngôi sao này hay sao? Chúng ta đáp xuống ngôi sao này và cẩn thận một chút nào. Kiều Linh nói. Nói không chừng còn có chút bảo bối. Kiều Trần giáo chủ cũng nói. Hai người bọn họ đều rất hiếu kỳ,
rốt cuộc là lực lượng gì đánh vỡ ngôi sao đây? Cần biết uy áp này tương đương với ngôi sao hoàn hảo lúc trước, cũng thay nghén ra tính mạng. Mỗi thời đại có 20-30 vị đạo quân. Thay nghén ra đại địa ma tướng rất dọa người. Ngôi sao như thế cũng không phải nói hủy diệt là hủy diệt được. Vèo vèo. Hai người kỷ linh nhanh chóng bay tới gần. Cẩn thận, dừng lại. Hai người kỷ linh đồng thời phát hiện nguy hiểm, đều nhắc nhở đối phương, đồng thời liền dừng lại. Thái Hồng Lưu Quang này là... Cửu Trần giáo chủ và kỷ linh đều nhìn chăm chăm vào Thải Hồng Lưu Quang trước mặt. Thải Hồng Lưu Quang xuyên qua 100 tỷ dặm hư không, cũng xuyên qua ngôi sao. Thải Hồng Lưu Quang này lại có uy năng như thế ư? Thật đáng sợ. Kỷ linh cũng cảm thấy run sợ. Cự ly xa như thế không hắt phát hiện một tia, chờ tới khi tới gần mới phát hiện khí tức Thải Hồng Lưu Quang rất nội liễm, từ đó làm cho đám người kỷ linh cảm thấy hồi hộp. Không phải một đạo Thải Hồng Lưu Quang, căn bản chính là từng trọng kinh lực. Kỷ linh cẩn thận phân biệt rõ và phát hiện chúng là nhiều lớp kinh lực xuyên qua hư không, tồn tại vĩnh viễn vô tận năm tháng. Hắn là một vị đại năng không thể tưởng tượng, đánh ra một kích xuyên qua hư không, oanh kích lên ngôi sao, làm cho ngôi sao vỡ vụn. Một kích này của hắn vẫn lưu lại vĩnh viễn không biến mất đi. Cửu Trần giáo chủ nhìn kỹ phương hướng Thải Hồng Lưu Quang bay tới. Từ hướng của Lưu Quang, vị đại năng kia từ phía trên đó oanh kích qua. Kỷ linh gật đầu đồng ý. Đại năng sử dụng sát chiêu tồn tại vĩnh hằng. Vị đại năng kia có lẽ là chúa tể, hoặc là phi thường tiếp cận chúa tể. Cửu Trần giáo chủ nói, trôi qua vô số năm tháng, uy năng kình lực lưu lại vô cùng đáng sợ, để ta thử xem. Nói xong, hắn duỗi tay phải ra, cánh tay phải tăng vọt ngàn dặm và chạm vào trong Lưu Quang. Xuy xuy xuy. Kình lực trong Thải Hồng Lưu Quang lại đè nặng cánh tay của Cửu Trần giáo chủ, làm cho sắc mặt Cửu Trần giáo chủ biến hóa. Sao, như thế nào? Kỷ linh hỏi. Coi như cũng được, dù sao uy lực của kình lực này tương đương với bí thuật của ta và ngươi. Cửu Trần giáo chủ liền nói, hai ta gánh vác được. Kỷ linh thở ra một hơi, hắn cảm khái nói, uy lực mỗi một chiêu này trải qua vô tận năm tháng vẫn còn uy lực tương đương với bí thuật của chúng ta, có thể thấy nó cường đại cỡ nào rồi. Đi thôi, đi tới ngôi sao nhìn xem, ngôi sao này vỡ vốn, ta xem có lẽ có chỗ tốt lưu lại. Cửu Trần giáo chủ cười nói, đi. Kỷ linh, Cửu Trần giáo chủ cẩn thận bay vào trong Thải Hồng Lưu Quang. Kình lực trong Thải Hồng Lưu Quang tầng tầng lớp lớp, mạch nước ngầm mãnh liệt. Kỷ linh thi triển ra 9 đại bí thuật, hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực bảo hộ chung quanh. Cửu Trần giáo chủ cũng thi triển thủy chấn, miễn miễn cưỡng cưỡng kháng trụ kình lực trong Thải Hồng Lưu Quang áp bách mình. Hai mảnh vỡ ngôi sao này cũng thật là lớn. Cửu Trần giáo chủ tán thưởng, hai mảnh vỡ ngôi sao dài hơn 100 triệu dặm, một mảnh khác dài hơn 5 tỷ dặm. Kỷ linh, Cửu Trần giáo chủ đáp xuống ngôi sao bị tàn phá kia. Ngôi sao bị tàn phá không chịu nổi và không có bất kỳ tính mạng nào, cũng không có sinh vật kỳ dị như hỏa diễm ma đầu, đại địa ma tướng. Thật là hoang vu, đi vào lòng đất xem hạch nhân của ngôi sao này. Trong ngôi sao quê quán của Phong Tiêu có hạch nhân của ngôi sao thay ngén ra hoàn liệt thạch, ngư long khí. Hai người kỷ linh vô cùng chờ mong với hạch nhân ngôi sao của tinh cầu này. Xoẹt xoẹt. Cả ngôi sao đều bị đánh ra thành hai mảnh vỡ to lớn, có thể nghĩ được nó bị tàn phá cỡ nào. Hai người kỷ linh lúc này trực tiếp đáp xuống khu vực hạch nhân của ngôi sao. Hạch nhân của ngôi sao cũng vỡ ra rồi, cũng không thay ngén bảo vật gì. Kỷ linh nói, hắn nhìn chung quanh không có bảo vật cùng loại với hoàn liệt thạch và ngư long khí. Bắc Minh, ngươi sai rồi, bản thân hạch nhân của ngôi sao chính là bảo vật, ngươi xem. Cửu Trần giáo chủ chỉ vào khe lớn của hạch tâm ngôi sao. Trong khe hở chảy ra rất nhiều lưu sa màu vàng, đây chính là thứ chảy ra từ hạch tâm của ngôi sao, nhất định không phải phàm vật. Kỷ linh cười cười gật gật đầu. Chủ yếu lưu sa màu vàng rất nhiều, cả hạch tâm của ngôi sao bởi vì vỡ vụn nên rất nhiều lưu sa chảy ra, trong phạm vi ước dặm đều là lưu sa màu vàng, bởi vì đầy đất cho nên không quá để ý. Ta còn không phân biệt rõ lai lịch của lưu sa màu vàng này đâu. Cửu Trần giáo chủ thò tay chụp vào mặt đất, nắm một đống hạt cát, sắc mặt của hắn biến hóa. Hắn kéo mạnh một cái, lưu sa chung quanh trên ức dặm chấn động, hắn không thể kéo lên. Cửu Trần, đống cát như thế này mà ngươi cũng không cầm lên được sao? Kỷ linh thấy kế kinh ngạc, liền cười trêu ghẹo. Kỳ thực, hắn cũng nhìn ra đống lưu sa này đặc thù.
Không tin, ngươi tới thử xem. Kiều Trần giáo chủ trừng mắt nhìn Kỳ Linh nói. Kỳ Linh cũng thò tay bắt lấy, cắm vào trong hạt cát dễ dàng. Lúc cầm lấy hạt cát, lại có cảm giác hạt cát tương liên với đại địa. Một tiếng ầm vang, tuy Kỳ Linh dùng toàn lực, cát vàng phạm vi ức giảm chấn động, nhưng không thể kéo lên. Không động đại ư? Kiều Trần giáo chủ cười nhạo nói. Rất giống với thông đạo nham thạch. Kỳ Linh nói. Lúc trước chúng ta bổ vào thông đạo nham thạch lại bị cả thông đạo nham thạch phản chấn. Đúng vậy. Kiều Trần giáo chủ gật đầu nói. Nắm hạt cát lại bị vô số hạt cát chống lại ư? Bỗng nhiên Kiều Trần giáo chủ vươn tay bắt lấy. Để ta thử một hạt xem. Một hạt cát đại khái lớn cỡ móng tay, xem như hạt cát lớn. Kiều Trần giáo chủ hừ một tiếng và kéo mạnh. Một hạt cát bị kéo lên dễ dàng. Thử lại hai hạt xem. Kiều Trần giáo chủ và Kỳ Linh đều nhiều hứng thú nghiên cứu lưu sa từ hạch tâm ngôi sao này. Cần biết những lưu sa này tràn ngập cả hạch tâm của ngôi sao. Hiển nhiên chúng tạo thành hạch tâm của ngôi sao. Hạch nhân ngôi sao hoàn hảo, một tia ảnh hưởng của nó có thể chôn vùi đám người Kỳ Linh. Hiện tại hạch tâm ngôi sao đã bị vỡ, hai người Kỳ Linh sẽ không dễ dàng dừng tay. Sau một hồi quan sát và cân nhắc, bọn họ phát hiện nắm hạt cát càng nhiều sẽ bị một đống cát lôi kéo càng mạnh, cũng khó mà cầm lấy được. Thu thập chậm như vậy phải lấy tới khi nào đây? Để ta thử xem có thể một kiếm cắt lấy một khối lượng nhiều hay không. Kỳ Linh xuất ra một thanh Bác Khổng kiếm. Nếu như có thể một kiếm chém ra một bộ phận tương đối lớn, vậy thì nhanh rồi. Kiều Trần giáo chủ cũng đứng nhìn đầy chờ mong. Chám. Kỳ Linh sử dụng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đồng thời cầm lấy một thanh Bác Khổng kiếm, thi triển ra uy năng mạnh nhất là kiếm đạo trung cực Chi Thiên Băng. Phốc. Một kiếm bổ vào trong lưu sa không có trở ngại. Khi kiếm chém xuống, sắp bổ ra, một đám lưu sa liền gặp vô tận trở ngại. Kiếm lực của Kỳ Linh giống như châu đất vào biển, hoàn toàn bị vô tận lưu sa hấp thu và gây ra chút ít chấn động. Không được rồi. Kỳ Linh lắc đầu nói. Cắt không được, còn kém quá xa. Chủ nhân, chủ nhân. À, chủ nhân. Âm thanh hài đồng thanh thúy vang lên. Chỉ thấy sáu hài đồng đáng yêu xuất hiện. Chúng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Kỳ Linh. Sáu người các ngươi đi ra làm gì? Kỳ Linh cười nói. Chính là kiếm linh sáu thanh Bắc Khổng kiếm. Bởi vì là bổn mạng thần binh, Kỳ Linh tâm ý tương thông với chúng, tình như phụ tử. Chủ nhân à, những hạt cát này... Lúc này Bác Khổng lão đại chỉ vào đống cát vô tận nói. Những hạt cát này trọng yếu với chúng ta. Chúng ta cảm giác được, cho chúng ta đống cát vàng này đi. Sao, rất trọng yếu với các ngươi ư? Kỳ Linh lập tức hiểu ra, bổn mạng thần binh cần trưởng thành. Chúng không nhìn chúng các tài liệu bình thường. Hiển nhiên những cát vàng này hấp dẫn sáu thanh Bác Khổng kiếm. Sáu hài đồng đồng thời gật đầu. Kiều Trần giáo chủ hứng thú nhìn sang. Vậy mà có sáu chuôi bổn mạng thần binh, Bác Minh không tồi. Kỳ Linh mặc kệ Kiều Trần giáo chủ, hắn nói với sáu hài đồng. Dù sao ta cũng không thể thu thập đống cát vàng này được. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Chủ nhân cắm chúng ta vào giữa đống cát vàng là được rồi. Đúng, cắm vào đi, tự chúng ta có thể hấp thu chúng mà. Đôi mắt sáu hài đồng chờ mong nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh nghe xong lập tức vui vẻ, vung tay lên, sáu thanh kiếm bay lên và cắm vào trong lưu sa vô tận. Phốc 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 phốc. Tất cả đều cắm vào lưu sa. À, bảo bối, chúng ta tới đây, thực sự là thoải mái mà. Ồ. Sáu hài đồng vô cùng hưng phấn kêu lên, ngay sau đó kêu siêu siêu siêu, tất cả đều trở về trong Bắc Minh Hồng kiếm. Chỉ thấy mặt ngoài sáu chuôi Bắc Minh Hồng kiếm tỏa ra một tầng kim quang. Hạt cát vàng xung quanh chúng mất đi ánh sáng, đặc biệt là những hạt cát ở gần nhất biến thành màu trắng, về sau đã yên diệt biến mất vô ảnh vô tung. Về sau thích kỳ vật gì cứ trực tiếp nói với ta. Kỳ Linh nói với sáu kiếm linh. Chúng ta không biết kỳ vật gì, chỉ có tiếp xúc gần gũi cảm ứng mới biết có cần hay không thôi. Đúng vậy chủ nhân, về sau có kỳ vật gì lợi hại đi đánh mấy kiếm chúng ta có thể cảm ứng rõ ràng được. Sáu kiếm linh đều đáp lại. Kỳ Linh cười, hắn mỉm cười nhìn sáu thanh Bác Khổng kiếm điên cuồng hấp thu tinh hoa cát vàng chung quanh. Chỉ thấy đại lượng cát vàng không ngừng hóa thành màu xám trắng và biến mất, tốc độ cũng thật nhanh. Thời gian trong nháy mắt, cát vàng trong phạm vi 10 trượng đã biến mất một nửa. Ngay cả Kiều Trần giáo chủ bên cạnh nhìn còn cảm thấy ghen ghét. Hắn cầm trường côn trong tay cũng cắm vào lưu sa màu vàng. Kiều Trần giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thu trường côn và nhìn Kỳ Linh nói. Bác Minh,
chúc mừng, xem ra bổn mạng thần binh hấp thu đám cắt vàng tốc độ cực nhanh. Vì sao ta không có bổn mạng thần binh như ngươi cơ chứ? Phải xem thích hợp hay không thích hợp đã. Kỳ Linh cười nói, vô tận cương vực có vô số kỳ vật, chính thức thích hợp cũng chỉ có là một số ít. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm của Kỳ Linh, mỗi một thanh đều là khí hỏa đế quân truy cầu hoàn mỹ, truy cầu thích hợp với Kỳ Linh mới luyện chế ra, vốn phi thường hoàn mỹ, cho nên tầm mắt cực cao. Kỳ Linh đặt được những kỳ vật trước kia, không có cái nào vừa ý bọn chúng. Ào 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 ào, từng đống lưu sa không ngừng biến mất. Những lưu sa màu vàng này chính là bảo vật, nhưng thu rất khó khăn. Kiều Trần giáo chủ không ngại vất vả thu thêm một chút, qua vài canh giờ hắn mới thu được 4 đống mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện cắt vàng phạm vi 2 dặm đã bị hấp thu tinh hoa và biến mất. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu than thở nói, so với bổn mạng thần binh của ngươi, tốc độ thu thập của ta chậm hơn không biết bao nhiêu lần. Thu thập một ít như vậy, tương lai cũng có thể hỏi thăm xem là bảo bối gì. Kỳ Linh tươi cười nhìn, tâm tình vô cùng tốt, bởi vì hắn cảm giác uy áp sáu chuôi Bắc Hồng kiếm đang tăng cường. Hơn nữa, bản thân sáu chuôi Bắc Hồng kiếm cũng có biến hóa. Chúng vốn là màu đen, hiện tại đã sáng hơn một chút. Nhìn kỹ trong màu đen, ẩn ẩn có chút ít kim quang, giống như màu vàng lợt vậy. Trải qua 2 canh giờ, rồi 6 canh giờ, 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 2 tháng, cứ tiếp tục. Sáu chuôi Bắc Hồng kiếm trực tiếp cắm vào trong cái khe hạch tâm ngôi sao và điên cuồng hấp thu lưu sa màu vàng. Màu sắc của chúng không chỉ biến hóa, ngay cả ngoại hình thần kiếm cũng biến hóa. Thần kiếm của chúng càng mỏng manh, mũi kiếm càng ngày càng sắc bén, chỉ cần mắt thường nhìn cũng có thể cảm giác hãi hùng và khiếp vía. Kỳ Linh Kiều Trần giáo chủ vừa bắt đầu nhìn rất tùy ý, theo thời gian qua đi càng ngày lại càng rung động. Bởi vì khi Bắc Hồng kiếm không ngừng hấp thu, chúng đang lột xác, năng lượng hấp thu cũng tăng vọt nhanh chóng. Ầm ầm, biển lưu sa màu vàng quay cuồng, bởi vì lưu sa sâu bên trong đang bị hấp thu, tự nhiên làm lưu sa chấn động hạ thấp. Tất cả lưu sa trong hạch nhân của ngôi sao đều bị sáu thanh Bắc Hồng kiếm hấp thu. Bổn mạng thần binh của ngươi sẽ không hấp thu sạch lưu sa màu vàng trong hạch tâm ngôi sao đấy chứ? Hạch tâm của ngôi sao uy năng vô tận, thời điểm hoàn hảo chúng ta tới gần còn không được. Nếu như thần kiếm của ngươi hấp thu tất cả, uy lực lớn cỡ bao nhiêu đây? Kiều Trần giáo chủ trợn mắt há hốc mồm. Cần biết, chỉ cần lưu sa màu vàng tầng ngoài đã có phạm vi ức dặm, hiện tại biến mất hoàn toàn, hiện tại bắt đầu hấp thu trong hạch tâm của ngôi sao. Đương nhiên uy lực càng lớn càng tốt rồi. Kỳ Linh cười nói, đây chính là tổ tiên chi địa cổ tu hành giả nhất mạch các ngươi, chỉ sợ bảo bối truyền thừa không có phần của ta. Hiện tại có thể hấp thu lưu sa màu vàng thì phải hấp thu nhiều một chút. Bắc Hồng kiếm đã hoàn toàn đại biến dạng, chúng hôm nay biến thành màu vàng, thân kiếm sáng bóng, thân kiếm cực mỏng. Người tu hành khác nhìn thấy Bắc Hồng kiếm chỉ sợ căn bản không thể tin chúng là Bắc Hồng kiếm mà Kỳ Linh đeo lúc trước. Kỳ Linh sinh lòng chờ mong, hạch nhân của ngôi sao giá trị là vô lượng, xem chừng không kém quặng mỏ không gian hỏa minh thạch bao nhiêu. Hấp thu vô số lưu sa màu vàng hiếm thấy làm chúng biến chất. Ong ong, ngay sau đó là tiếng kiếm ngân vang lên, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm phá không bay về phía Kỳ Linh. Chủ nhân, no bụng rồi, đã không thể hấp thu nữa rồi. Wow, cảm giác hiện tại thật là thoải mái mà. Sáu hài đồng hiện ra, chúng ngồi trên thân Bắc Hồng kiếm và vô cùng hưng phấn. Kỳ Linh tâm ý khẽ động, sáu chuôi Bắc Hồng kiếm bay vào vỏ kiếm. Nhìn xem, mau nhìn xem. Kiều Trần giáo chủ chỉ vào hạch tâm của ngôi sao nói, người nhìn đi, chỉ sợ lưu sao màu vàng trong ngôi sao bị sáu thanh bổn mạng thần binh của ngươi hấp thu 2-3 thành. Hấp thu nhiều như vậy, bổn mạng thần binh của ngươi ta xem ít nhất có tính chất và hy vọng thành công biến thành vũ trụ chi bảo. Kỳ Linh khẽ vươn tay rút một thanh Bắc Hồng kiếm. Để ta thử uy lực của chúng. Kỳ Linh nắm Bắc Hồng kiếm liền có cảm giác thoải mái dễ chịu, cả thân kiếm đều là màu vàng. Vù vù, Kỳ Linh bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Đây vốn là kiếm thuật phòng ngự, bởi vì từ vẻ ngoài Bắc Hồng kiếm mà nhìn thì thân kiếm càng mỏng, mũi kiếm càng sắc bén, đoán chừng công kích còn mạnh hơn nữa. Thứ tốt cần phải hưởng dụng từ từ. Tự nhiên Kỳ Linh ném thử kiếm thuật phòng ngự. Một khi thi triển, Kỳ Linh liền phát hiện Bắc Hồng kiếm hôm nay thi triển kiếm thuật càng thông thuận, tốc độ lại càng nhanh, uy lực cũng tăng lên không ít. Xem chừng phương diện phòng ngự tăng thêm 5-6 thành. Kiếm đạo trung cực, chí thiên băng.
Kỳ Linh bổ một kiếm về phía trước. Oanh! Mũi kiếm chỉ hướng, một đạo kiếm quang mắt thường nhìn thấy được bổ mạnh về phía trước, xông vào thải hồng lưu quang vài dặm rồi mới biến mất. Uy lực gia tăng gấp đôi. Kỳ Linh khẽ lắc đầu, trợ giúp gia tăng thực lực có hạn. Kiếm đạo trung cực, chí vô ảnh. Kỳ Linh lại thi triển ra vô ảnh thức. Lúc này sắc mặt Kỳ Linh vui mừng. Hôm nay Bắc Cổng kiếm thi triển vô ảnh thức là phi thường thích hợp, nhanh hơn, phiêu hốt hơn, quỷ dị hơn, lại càng sắc bén hơn. Uy lực gia tăng gấp 3 lần. Kỳ Linh dự đoán. Kiếm đạo trung cực, chi tích huyết. Một kiếm của Kỳ Linh đâm tới vô cùng tùy ý. Trong nháy mắt đâm ra một kiếm này, kiếm quang hơi uốn lượn, uy năng đạo của vũ trụ bổn nguyên bị nghiền nát và hóa thành hắc động tối tăm. Sao? Cái gì? Kiều Trần giáo chủ bên cạnh nhìn mà kinh hô. Ngươi, kiếm của ngươi siêu việt không gian nữa. Vậy mà siêu việt không gian? Kỳ Linh vô cùng vui mừng, như Thuyết Giám Đế Quân lúc trước thành tựu vĩnh hằng, bổ ra một kiếm siêu việt không gian, siêu việt thời gian. Đó là kiếm thuật nhất đẳng, mặc dù cách ước vạn dặm, một kiếm vẫn đâm tới trước mặt ngươi, thời gian không gian không thể trói buộc, căn bản không kịp phản ứng cũng đã vứt bỏ tính mạng, uy lực lớn không thể tưởng tượng. Siêu việt thời gian là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm của Thiết Giám Đế Quân giết địch đã siêu việt thời gian nhanh tới mức đáng sợ. Siêu việt không gian, như vậy đại biểu không gian không thể trở ngại. Thiết Giám Đế Quân xuất kiếm trực tiếp đánh chết một địch nhân ở ngoại vực. Siêu việt không gian tương đối dễ dàng chút ít, siêu việt thời gian mới là khó khăn. Kỳ Linh vốn cho rằng mình thành đạo quân tam bộ mới có thể làm kiếm thuật siêu việt không gian, không nghĩ tới đạo quân nhị bộ đã làm được. Cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý. Bắc Cổng kiếm hấp thu tinh hoa lưu sa màu vàng, vốn Bắc Cổng kiếm rất cân đối ở các phương diện, hôm nay lại cực độ thiên hướng sắc bén hơn, thích hợp nhất tích huyết thức, tiếp theo là vô ảnh thức, tiếp theo mới là thiên băng thức uy mãnh. Về phần phòng ngự chỉ tăng lên một ít, bởi vì thích hợp tích huyết thức nhất, cộng thêm vào đó Kỳ Linh vốn có tiến bộ nhanh nhất về tích huyết kiếm ý. Hơn nữa tích huyết kiếm ý có thể hủy diệt thiên đạo, hủy diệt đạo. Loại kiếm ý này thích hợp siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Hiện tại nó đã siêu việt không gian. Siêu việt không gian, không gian trói buộc đã không thể trói buộc ngươi rồi. Cho dù là Vĩnh Hằng Đế Quân muốn giết ngươi, ngươi có thể dễ dàng đâm thủng không gian, mượn nhờ thông đạo không gian bỏ chạy. Muốn trói buộc ngươi, Vĩnh Hằng Đế Quân chỉ có người thông hiểu không gian mới có thể ngăn cản. Tuyệt đại đa số Vĩnh Hằng Đế Quân không thể làm gì được ngươi cả. Kiều Trần giáo chủ nhìn Kỳ Linh tán thán nói: Bác Minh à, từ nay về sau chỉ cần ngươi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng chính thức thôi, người có thể giết ngươi ít càng thêm ít. Siêu việt không gian ư? Đúng là chuyện làm người ta hâm mộ mà. Kỳ Linh cười. Như ban đầu ở thành Thiên Mộc gặp được Khổng Tắc đạo quân, Khổng Tắc đạo quân phong tỏa không gian, Kỳ Linh không có cách nào trốn thoát được, chỉ có thể dựa vào phi chu bay mà thôi. Nếu như hiện tại phong tỏa không gian ư, kiếm thuật của ta đã siêu việt không gian, một kiếm có thể xé rách tạo thành thông đạo không gian, dễ dàng chạy trốn. Trừ phi có thể khắc chế Kỳ Linh, hoặc là thành tựu không gian nhất đạo cực cao mới có thể ngăn cản Kỳ Linh mà thôi. Mà đại đa số Vĩnh Hằng Đế Quân không thể ngăn cản Kỳ Linh, đây chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Khổng Tát hóa thành hắc ám gần như là bất tử, đây là thủ đoạn bảo vệ tính mạng của hắn. Nhiều đám người Lê Tinh Cung Chủ cũng không thể giết hắn. Kỳ Linh một kiếm siêu việt không gian, không gian trói buộc không thể trói Kỳ Linh, có thể tùy thời cưỡng ép xé rách không gian chạy trốn. Thủ đoạn bảo vệ tính mạng này không thua gì của Khổng Tát. Trong các đạo quân nghịch thiên cấp thứ hai, người có thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh như Kỳ Linh, Khổng Tát chỉ là số ít, đếm trên đầu ngón tay. Ví dụ như Kiều Trần giáo chủ không có thủ đoạn này. Tuy đạo quân nghịch thiên như Lê Tinh Cung Chủ, Thiên Phổ đạo quân đều đứng ở hàng ngũ đỉnh phong, đạo của bọn họ cũng không có cường đại tới mức siêu việt không gian, như thủ đoạn bảo vệ tính mạng không kém chút nào. Cho nên đạo quân nghịch thiên đều rất khó bị giết chết. Chẳng qua nếu như gặp được Chúa Tể lật tay là có thể giết đám người Kỳ Linh, hoặc là thành chủ tám thánh thành. Hình Thiếu Đế Quân là tồn tại gần với Chúa Tể, Chúa Tể không nhất định có thể giết bọn họ. Những tồn tại cổ xưa như bọn họ có thủ đoạn thông thiên, còn mạnh hơn cả Thuyết Giám Đế Quân rất nhiều. Muốn giết đạo quân nghịch thiên ư, cũng như thế. Chúa Tể và một số tồn tại gần Chúa Tể có thân phận cỡ nào đây? Ba đại chúa tể theo thứ tự là Mang Nhai Quốc, Sinh Mệnh Đặc Thù, Cổ Tu Hành Giả đều đứng đầu ba tộc này. Tồn tại gần với chúa tể tại Vĩnh Hằng Nhất Tộc, Hắc Ám Quốc Gia, Đạo Minh cũng là chiến lực cao cấp nhất. Địa vị bọn họ cao cỡ nào đây? Kỳ Linh hiện tại cũng nằm ở tầng thứ này.
Đừng hâm mộ ta, chờ ngươi thành đạo quân tứ bộ, chắc chắn thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng vô cùng lợi hại. Kỳ Linh nói, Kiều Trần giáo chủ dung hợp đạo mạnh nhất, đạo quân tứ bộ chính là đạo quân nghịch thiên nhất, đạo quân sẽ không dễ trêu. Kiều Trần giáo chủ gật đầu nói, ta cách đột phá đạo quân tứ bộ cũng nhanh thôi, chỉ cần đốn ngộ là có thể đột phá bình cảnh và bước vào tứ bộ. Đến lúc đó ta dùng thủy đạo thành đạo, chỉ bằng vào nó thành tựu thủy hành bất tử thân. Kỳ Linh cười gật đầu, thủy hành bất tử thân, đây là thủ đoạn thông thường sau khi thành tựu thủy đạo đạt tới mức tận cùng, thậm chí còn mạnh hơn Khổng Tát hóa thân hắc ám rất nhiều. Khổng Tát cuối cùng cũng lộ ra một đạo mạnh nhất, hắc ám bất tử chi thân của hắn còn chưa đủ hoàn mỹ. Đến lúc đó ta đứng cho người đánh, người vẫn không thể tổn thương được ta. Kiều Trần giáo chủ đắc ý nói. Kỳ Linh âm thầm nói thầm, kỳ thật ta hiện tại mới là đạo quân nhị bộ mà thôi. Kiều Trần giáo chủ có bí thuật thủy chấn đại thành, hôm nay bổn mạng thần binh của Kỳ Linh cũng đã lột xác, hai người đều có thu hoạch rất lớn. Chúng ta đi thôi. Kỳ Linh đứng trên ngôi sao bị tàn phá đó liền nói, ngôi sao này có hoạch tâm ngôi sao là chân quý nhất, đáng tiếc thu lưu xa vô cùng khó khăn. Là rất khó thu thập, Bác Minh, ngươi chiếm đại tiện nghi rồi. Kiều Trần giáo chủ vừa cười vừa nói, hắn cẩn thận quan sát xung quanh, lập tức nhìn sang thải hồng lưu quang. Chúng ta đang tới gần phương hướng kia, thải hồng lưu quang bên kia nồng đậm hơn, hẳn là đại năng kia đứng ở đó đánh nổ ngôi sao này rồi. Đi qua nhìn một chút nào. Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ đứng trên ngôi sao bị tàn phá và bay thẳng về hướng thải hồng lưu quang. Bọn họ lập tức bay tới đầu nguồn của thải hồng lưu quang. Hai người bọn họ đều rất ngạc nhiên, tổ tiên chi địa cổ tu hành giả này rốt cuộc là vị đại năng đáng sợ nào hủy diệt ngôi sao này đây. Có thể hủy diệt ngôi sao này chỉ sợ cũng là chúa tể, cho dù có chênh lệch cũng không kém là bao nhiêu. Xoẹt. Trong hư không trăm tỷ dặm, đám người Kỳ Linh bay nhanh tới cuối cùng. Sao? Đó là... Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ kinh ngạc nhìn sang, phía trước chính là thông đạo nham thạch chẳng chịt. Thông đạo nham thạch ẩn ẩn hỏa diễm ma đầu, nhưng một đạo thải hồng lưu quang xuyên qua thông đạo nham thạch, vị trí của nó xuyên qua tạo thành một thông đạo 2 tỷ dặm. Từ loạn thạch ở thông đạo mà suy đoán, thải hồng lưu quang đánh xuyên qua vô số thông đạo nham thạch này. Thật đáng sợ. Kiều Trần giáo chủ lẩm bẩm nói, một kích chi lực phá hủy vô số thông đạo nham thạch và hình thành nối đi, lại phá hủy vô số thông đạo nham thạch, phản chấn còn có thể hủy nhiều thông đạo như thế ư? Theo ta thấy tuyệt đối là chúa tể rồi. Chỉ có chúa tể mới làm được thôi. Kỳ Linh cũng cho rằng như vậy, quá mạnh mẽ, thông đạo nham thạch cường đại, hai người bọn họ sớm có nhận thức được. Thông đạo nham thạch bị đánh ra hơn 2 tỷ dặm, còn oanh phá ngôi sao, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ xem ra chỉ có chúa tể thực lực vô cùng mênh mông mới làm được như vậy. Chỉ sợ đúng là truyền thuyết rồi. Nội tâm Kiều Trần giáo chủ sinh ra sóng to gió lớn, hắn càng xác minh suy đoán của mình. Kiều Trần, đi, đi ngược dòng, nhìn vào cuối thông đạo xem sao. Kỳ Linh nói. Kiều Trần giáo chủ gật đầu, hai người bọn họ đều bay vào trong thông đạo. Trong thông đạo có kinh lực lưu lại ở khắp nơi, trốn cũng không thể trốn. Hai người bọn họ thi triển bí thuật chống cự, trải qua bị bí thuật suy yếu, mặc dù còn áp bách lên thần thể của bọn họ, hai người bọn họ mới dễ dàng gánh vác được. Thông đạo cầu vồng trong 2 tỷ dặm còn không nhìn thấy điểm cuối. Hai người Kỳ Linh cứ ngược dòng đi lên, không ngừng mà tiến tới. Càng tiến gần ngọn nguồn, uy lực của kinh lực càng lúc càng lớn. Hai người bọn họ cũng gượng gỡ chống cự được, vượt qua, tạm thời còn chưa tới cực hạn của hai người. Kiều Trần giáo chủ truyền âm nói, nếu như chiến đấu hiện tại ta chỉ có thể phát huy một thành thực lực, thật là đáng sợ. Cũng không biết bao lâu mới lưu lại dư uy một kích như thế này, cũng áp chế ta một thành như vậy. Thực lực của ta cũng bị áp chế hơn phân nửa rồi. Kỳ Linh cũng nói, thân thể có áo giáp chúa tể nên gánh vác được, kinh lực tồn tại khắp nơi, nếu như chỉ thi triển kiếm thuật, tốc độ khẳng định phải giảm mạnh, đúng là chỉ có thể giảm bớt 3-4 thành thực lực. Không ngừng ngược dòng đi lên. Ồ, phía trước có một cửa động ư? Kỳ Linh nghi hoặc nói, hào quang cầu vồng ảnh hưởng, mơ hồ nhìn ra phía trước đã là cuối cùng. Hình như đúng là cửa động. Kiều Trần giáo chủ cầm trường côn trong tay, truyền âm nói, Bác Minh, phải cẩn thận, đừng để cuối cùng lại mất mạng. Kỳ Linh sử dụng ba đầu sáu tay, trong tay cầm 6 thanh Bắc Hồng kiếm, hắn lại càng cẩn thận hơn. Phốc phốc. Cuối thông đạo là một cửa động, hai người Kỳ Linh đồng thời vào cửa động.
Lúc hai người bay ra khỏi thông đạo thì thần thể tăng vọt vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần. Sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Hai người Kỷ Linh vô cùng nghi hoặc, đồng thời cũng quay đầu nhìn sang phía sau. Phía sau là cửa động. Hai người Kỷ Linh lúc này bay ra khỏi cửa động, thân thể hai người tăng lớn rất nhiều, cửa động càng ngày lại càng nhỏ. Này, sao? Hai người Kỷ Linh ngây ngốc, lúc này thân thể hai người bọn họ cao 108,000 trượng. Sinh vật hình người toàn thân ngăm đen ngã xuống mặt đất, trước ngực thân thể sinh vật này thủng một lỗ, lỗ thủng xuyên qua thân thể của hắn. Hai người Kỷ Linh bay ra khỏi miệng vết thương trước ngực của sinh vật này. Hai người bọn họ rơi xuống đất, sinh vật hình người này cũng cao 108,000 trượng. Lại, vậy mà chúng ta đang ở trong thân thể của hắn ư? Kỷ Linh khó có thể tin. Vô số thông đạo, nham thạch chính là một phần trong thân thể của hắn ư? Những hỏa diễm ma đầu, đại địa ma tướng và ngôi sao cường đại kia là như thế nào đây? Cũng chỉ là một phần thân thể của hắn ta thôi sao? Kiểu Trần giáo chủ cũng không thể tin được. Một hạt cát là một thế giới, một sinh vật hình người lớn 108,000 trượng, bên trong có không gian vô tận, thai nghén ra hỏa diễm ma đầu, đại địa ma tướng và cả tính mạng phàm tục, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn không giống như tính mạng chân chính, trong thể nội sinh mạng chính thức là thần lực, pháp lực, hắn lại là vô số thông đạo nham thạch sao? Kiều Trần giáo chủ nói. Không giống như người tu hành. Kỷ Linh cũng gật đầu. Lúc này hai người bọn họ quan sát cảnh vật chung quanh. Đây là một động quật to lớn, động quật phi thường lớn, thi thể nằm ở một góc của hang động. Kỷ Linh hành tẩu quan sát động quật. Mau nhìn! Kỷ Linh chỉ vào xa xa, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ở phía xa ẩn ẩn có hai thân ảnh, một thân ảnh áo trắng vẫn không nhúc nhích, một cái khác có gương mặt an tường. Hai thân ảnh khổng lồ tỏa ra uy áp đáng sợ, đó là uy áp đại biểu cho chúa tể. Kỷ Linh từng ở vũ trụ khởi nguyên chi địa nhìn thấy thi thể ba chúa tể, trong động quật vậy mà lại nhìn thấy hai thi thể chúa tể. Sao? Đó là... Kiều Trần giáo chủ nhìn thấy hai thân ảnh xa xa, ánh mắt tụ tập rất nhanh, sắc mặt nam tử này vô cùng an tường. Thân thể Kiều Trần giáo chủ run nhẹ nhẹ, hắn lẩm bẩm nói: Tổ tiên, là tổ tiên. Kiều Trần, đây là tổ tiên của tu hành giả ư? Kỷ Linh nghe được Kiều Trần giáo chủ nói nhỏ, cũng tò mò nhìn nam tử sắc mặt an tường. Nam tử kia ngồi ở đó và tự thành thiên địa, bình tĩnh tường hòa. Kỷ Linh cảm thấy nội tâm yên lặng. Hơn nữa, tồn tại cổ xưa kia cho Kỷ Linh một loại cảm giác đặc thù, rất giống như cảm giác với Kiều Trần giáo chủ cho Kỷ Linh vậy. Là cùng tộc quần cho nên có điểm giống nhau. Kỷ Linh vừa nhìn thấy Kiều Trần giáo chủ nhưng không nhận ra đối phương là cổ tu hành giả. Sau khi nhìn nhiều vài lần, tương lai có thể dễ dàng phân biệt ra cổ tu hành giả. Đúng là một vị tổ tiên trong quá khứ. Kiều Trần giáo chủ đi qua, hắn rất thành kính. Kỷ Linh cũng đi qua và nhìn theo. Hai gã chúa tể chết đi, vị chúa tể áo trắng nằm ở đó, càng tới gần càng làm cho Kỷ Linh có ảo giác. May mắn hắn hồn phách đủ cường đại, tâm tình cũng rất cao, cộng thêm vào đó đối phương chỉ sinh ra ảnh hưởng tự nhiên sau khi chết đi, Kỷ Linh còn gánh vác được, mà vị tổ tiên cổ tu hành giả lại càng thêm tường hòa. Sau khi tới gần, Kiều Trần giáo chủ quỳ sát xuống, cung kính dập đầu nói: Xích Thúy bái kiến tổ tiên. Bên cạnh tổ tiên cổ tu hành giả có một thanh trường côn đỏ sậm phát ra khí tức làm cho Kỷ Linh ngạc nhiên. Vũ trụ chi bảo ư? Hắn tại Mang Nhai Quốc thập nhị cung kiếm cung nhìn thấy kiếm gãy, ở dị vũ trụ khởi nguyên chi địa nhìn thấy Y Lam đại kiếm của chúa tể chết đi, đều là vũ trụ chi bảo. Trường côn bên cạnh cổ tu hành giả có trường côn đỏ sậm đã làm Kỷ Linh đoán ra đó chính là vũ trụ chi bảo. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên trường côn đỏ sậm bay lên và hiện ra một đạo thân ảnh, đó là thiếu niên đầu trọc áo đen. Hai vị. Ánh mắt thiếu niên đầu trọc bình tĩnh giống như tinh không vô tận. Tiền bối. Kiều Trần giáo chủ lập tức ngoan ngoãn hô lên một tiếng, ánh mắt của hắn mang theo nóng bỏng. Đây là vũ trụ chi bảo, hơn nữa là trường côn loại vũ trụ chi bảo, binh khí của hắn cũng là trường côn. Tiền bối. Kỷ Linh cũng cung kính hành lễ. Cho dù là vũ trụ chi bảo nào cũng đều đáng giá để tôn kính, bởi vì mỗi một kiện vũ trụ chi bảo ra đời phi thường gian nan, chúng là chí cường giả trong pháp bảo, muốn chúng nguyện ý đi theo nhất định phải làm chúng cam tâm tình nguyện đồng ý, nếu không căn bản không khống chế được. Các ngươi là người thứ 5 và thứ 6 đi tới nơi này. Thiếu niên đầu trọc áo đen nói rất bình tĩnh. Kỷ Linh nghe xong nói thầm: Thứ 5 và thứ 6 ư? Tính cả bọn họ thì người từ quê quán Phong Tiêu chỉ có 5 người. Xem ra còn có một vị cao thủ,
không có tiến vào quê quán Phong Tiêu và thành công đi tới đây. Đã có thể còn sống đi tới nơi này cũng xem như có một chút cơ duyên. Dựa theo quy củ chủ nhân định ra trước khi chết đi, cổ tu hành giả có cơ hội được hắn tặng lễ vật, chỉ cần thông qua chút ít khảo nghiệm là được rồi. Nếu như có thể hoàn toàn thông qua khảo nghiệm, ta cũng nguyện ý đi theo. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói. Hoàn toàn thông qua khảo nghiệm ư? Đôi mắt Kiều Trần giáo chủ sáng ngời. Vũ trụ chi bảo đến tay sao? Quả thật hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cần biết Vĩnh Hằng Đế Quân đều không có vũ trụ chi bảo, nói chi là đạo quân nghịch thiên. Đạo quân nghịch thiên chỉ có đại vận chân chính mới có thể đạt được một kiện. Hình Thiếu Đế Quân cũng từng đi tới nơi này, hắn không thông qua khảo nghiệm ư? Đột nhiên Kỳ Linh hỏi. Kiều Trần giáo chủ khẽ giật mình. Đúng vậy, Hình Thiếu lão tổ đã hợp đạo tại quê quán Phong Tiêu. Hắn thành tựu Vĩnh Hằng là gần với chúa tể đại năng. Hắn không có đạt được vũ trụ chi bảo. Đúng, Hình Thiếu đã đi tới nơi này. Hắn là Vĩnh Hằng Đế Quân duy nhất. Hắn có cơ duyên của hắn. Thiếu niên đầu chọc áo đen gật đầu nói. Muốn thông qua khảo nghiệm, trừ thực lực còn phải xem duyên phận. Ta và Hình Thiếu không có duyên phận với nhau. Xin hỏi khảo nghiệm như thế nào? Kiều Trần giáo chủ cuồng nhiệt. Liều nếu quả thực động phải đại vận, có lẽ sẽ có được vũ trụ chi bảo. Ngươi chỉ cần tới gần chủ nhân, chung quanh chủ nhân bố trí cấm chế, ngươi tự nhiên sẽ bị cấm chế dẫn động tiếp nhận khảo nghiệm. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói. Ngươi làm càng tốt, đạt được ban thưởng càng tốt, tất cả ta đến đánh giá. Vâng. Kiều Trần giáo chủ lúc này đi qua. Hắn đi tới gần tổ tiên của tu hành giả. Bỗng nhiên hắn đụng phải cấm chế vô hình, không gian rung động nhộn nhạo. Kiều Trần giáo chủ hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Thiếu niên đầu chọc áo đen nhìn Kỳ Linh bên cạnh nói. Ngươi không phải cổ tu hành giả, không có cách nào đạt được bảo vật của chủ nhân ta. Kỳ Linh rất bất đắc dĩ. Ta không quan tâm cổ tu hành giả và tộc quần khác. Thiếu niên áo đen nói. Chủ nhân ta lưu lại di ngôn, nếu như chúng ta thắng cuộc chiến thượng cổ, vậy bảo vật của hắn chỉ lưu lại cho cổ tu hành giả nhất tộc mà thôi. Nếu như chúng ta thua, như vậy mặc kệ sinh mệnh đặc thù hay là hỗn độn thần thú hoặc là người tu hành bình thường, các ngươi tất cả đều có thể đạt được chủ nhân tặng vật. Kỳ Linh nghi hoặc. Sao? Cuộc chiến thượng cổ ư? Ngươi không biết sao? Thiếu niên đầu chọc áo đen hỏi. Không biết. Kỳ Linh lắc đầu. Thiếu niên đầu chọc áo đen sẽ không lưu ý, liền nói thẳng. Đó là một hồi đại chiến chính thức, làm cổ tu hành giả nhất tộc suy yếu. Cách đây thật lâu rồi, cổ tu hành giả được hỗn độn thay nghén ra. Bọn họ là tính mạng cường đại nhất trong hỗn độn vô tận này. Bọn họ thống trị tất cả, ngay cả hỗn độn thần thú cũng đều bị nô dịch, sinh mạng đặc thù cũng phải cúi đầu. Kỳ Linh gật đầu, hắn biết rõ những chuyện này. Về sau, theo thời gian trôi qua, dần dần tính mạng phàm tục ra đời và phát triển. Tính mạng phàm tục phát triển quá nhanh, số lượng bọn họ lại quá nhiều, dùng tốc độ quật khởi không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng trở thành thế lực gần với cổ tu hành giả trong hỗn độn vô tận. Thậm chí càng về sau, thế lực của bọn họ càng tiếp cận cổ tu hành giả. Kỳ Linh cũng cảm khái, đạo minh thực sự quá cường đại. Một trường hạo kiếp hàng lâm. Thiếu niên đầu chọc tiếp tục nói. Trường hạo kiếp này có phạm vi ảnh hưởng quá lớn, quê hương của chúng ta, thậm chí một ít người tu hành cường đại khác sâu vào trong hắc ám vô tận cũng xuất hiện. Chúng ta liên thủ với nhau ngăn cản hạo kiếp này. Sao? Hạo kiếp ư? Kỳ Linh ngạc nhiên. Ngươi nhìn đi. Thiếu niên đầu chọc áo đen chỉ vào sinh vật hình người nằm trên đất. Các ngươi vừa đi ra khỏi thân thể của hắn nên phát hiện khác với người tu hành giả bình thường. Kỳ Linh gật đầu. Trong cơ thể người tu hành bình thường đều là thần lực và pháp lực, đâu phải thông đạo, nham thạch, hỏa diễm ma đầu, đại địa ma tướng và ngôi sao chứ. Nó chính là địch nhân của chúng ta, có thể nói là chiến lực đỉnh cấp. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói. Trận chiến ấy không thắng, chúng ta sẽ bị diệt. Bọn họ không thắng, bọn họ cũng phải bị diệt. Đây là cuộc chiến sinh tử tồn vong, hai phe đều phải dốc sức liều mạng, phải liên thủ khắp nơi. Quê hương của chúng ta, năm vị chú tể xuất lĩnh một đám Vĩnh Hằng Đế Quân, còn có cường giả sâu trong hắc ám vô tận, cũng có cường giả tới trợ giúp. Đại chiến một hồi tại Ngô Tinh Hải hiện tại. Đó chính là cuộc chiến thượng cổ. Cổ tu hành giả nhất mạch lúc ấy có ba vị chú tể, đạo minh một vị chú tể, sinh mệnh đặc thù có một vị chúa tể, tất cả đều đã chết rồi. Thiếu niên đầu chọc nói. Lúc ấy có rất nhiều cường giả tham gia đại chiến, cường giả song phương đại chiến trong hắc ám vô tận,
khi đó nhắc lên chiến tranh đáng sợ trong Ngô Tinh Hải. Sau đó theo ta được biết, cuối cùng là Đạo Minh, cổ tu hành giả, vẫn còn sống sót được, từ đó nói rõ địch nhân đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến thượng cổ, cổ tu hành giả nhất mạch, nguyên khí đại thương, ba vị chúa tể đều chết đi. Thiếu niên đầu chọc thở dài nói, ngược lại Đạo Minh khôi phục tốc độ là nhanh nhất, trong bọn họ có rất nhiều cường giả đều phiêu bạt vào trong hắc ám vô tận đi du lịch. Người cũng không thể trách chủ nhân, chủ nhân cũng biết dùng tốc độ quật khởi của người tu hành phàm tục, chỉ cần bất diệt, bọn họ nhất định sẽ siêu việt cổ tu hành giả, ích kỷ chút ít cũng rất bình thường. Kỳ Linh gật đầu, thì ra đây là một đoạn lịch sử che giấu, khó trách Ngô Tinh Hải rất đáng sợ, nơi này là chiến trường thượng cổ. Trong hắc ám vô tận cũng có rất nhiều cường giả ư? Kỳ Linh không nhịn được hỏi. Đây là chuyện đương nhiên mà. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói, có rất nhiều người phiêu bạt lang thang tiến vào hắc ám vô tận, sâu trong hắc ám vô tận cũng có cường giả, nhưng bọn họ cách chúng ta quá xa xôi, cho dù phiêu bạt 10 vạn 8 ngàn kỷ nguyên cũng không nhất định tới được. Bên phía chúng ta chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quân mới có thể nhàm chán đi phiêu bạt, cũng bởi vì đại chiến thượng cổ nhất định phải thắng, cho nên mới không tiếc trả giá lớn chạy tới Ngô Tinh Hải, thiết hạ chiến trường đại chiến với địch nhân. Hôm nay Ngô Tinh Hải đều là nguy cơ trùng trùng, chúa tể không cẩn thận cũng phải mất mạng. Ngươi một đạo quân không cần biết quá nhiều, tóm lại địch nhân bị diệt, tất cả cương vực đều thuộc về chúng ta. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói, thanh âm rất nhẹ nhàng thanh thúy. Cái thượng cổ cuộc chiến kia cuối cùng là chúng ta thắng. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu, thì ra cổ tu hành giả thống lĩnh vô tận cương vực cũng cường thế như vậy, có ba vị chú tể ư, đáng tiếc đều chết trong đại chiến. Trận chiến ấy đại biểu hai thời đại khác nhau, thời đại trước là cổ tu hành giả thống lĩnh cũng đã kết thúc, thời đại Đạo Minh thống lĩnh bắt đầu. Tiền bối, chẳng lẽ ta ngây ngốc ở đây hay sao? Kỳ Linh nói, ngươi ở lại đây đúng là không có cơ duyên cho ngươi, ngươi và cổ tu hành giả cùng đi tới đây nên mới vào được, nếu không cũng không vào được đâu. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói, không có cái gì ư? Kỳ Linh cũng có chút ngạc nhiên, hắn nhìn thân ảnh áo trắng nằm ở nơi xa. Vì chú tể áo trắng thì sao? Hắn chính là chú tể của Đạo Minh các người đấy. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói, trận chiến lúc ấy hắn trước khi chết trận đã đánh trọng thương địch nhân, chủ nhân của ta cũng cho địch nhân một kích chí mạng. Địch nhân trước khi chết đi cũng đánh trọng thương chủ nhân của ta, làm cho chủ nhân của ta bị thương quá nặng, lúc ấy mới lưu lại di ngôn, lưu lại an bài thỏa đáng. Về phần chú tể áo trắng Đạo Minh các ngươi lại không lưu lại di ngôn gì cả. Còn về phần bảo bối, bảo vật mà hắn lưu lại một chút ít, chủ nhân của ta tự nhiên thuận tay thu hồi, an bài chút ít khảo nghiệm cho hậu bối đệ tử sau này. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói. Kỳ Linh nháy mắt, đó là bảo vật tiền bối Đạo Minh của chúng ta đấy, ta cũng là người của Đạo Minh. Kỳ Linh chỉ có thể hô trong lòng, cũng có thể lý giải tâm tính của đối phương. Sau chiến tranh thượng cổ, thời đại cổ tu hành giả chấm dứt, Đạo Minh trở thành kẻ thống trị chân chính, đối phương tự nhiên sẽ một lòng cân nhắc vì tộc mình. Động quật này nhìn như động quật, kỳ thực là pháp bảo phong bế thiên địa, là chủ nhân lúc trước vây khốn địch nhân, giết chết địch nhân. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói, người căn bản ra không được, muốn rời khỏi thì ta hỗ trợ rời đi. Tạm thời không vội. Kỳ Linh nói, nơi này là nơi ba chú tể chém giết lẫn nhau, đương nhiên phải hào hào điều tra rõ ràng. Đúng rồi, Kiều Trần kết thúc khảo nghiệm khi nào vậy? Kỳ Linh hỏi. Thiếu niên đầu chọc áo đen lắc đầu nói, ta cũng không biết được, ngắn thì ngàn năm, lâu thì trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng rất bình thường. Chủ nhân hao phí không ít tâm tư vì cổ tu hành giả nhất tộc. Ta có chút tồi tớ, có thể phóng xuất quan sát một chút không? Kỳ Linh hỏi. Thi thể chú tẻ áo trắng càng tới gần thì ảo thuật càng lợi hại, có lẽ có trợ giúp với Tô Vũ Cơ. Có thể. Thiếu niên đầu chọc nói, chỉ cần không phải cổ tu hành giả thì không thể đạt được cơ duyên của chủ nhân ta. Còn nữa, thi thể chú tẻ áo trắng các ngươi không được phá hư, hắn cuối cùng chết trận vì gia viên của chúng ta, chủ nhân đã bố trí cấm chế chung quanh hắn rồi, nếu các ngươi cưỡng ép phá hư thi thể của hắn ta thì sẽ bị phản kích ngay. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Ta nhắc nhở ngươi, trên thành động quật có một ít dấu vết chiến đấu, có lẽ có trợ giúp cho các ngươi ngộ đạo. Những người có duyên lúc trước đều thả tùy tùng ra để quan sát. Tốt rồi, nếu ngươi muốn rời đi cứ gọi ta. Thiếu niên đầu chọc áo đen nói xong liền hóa thành hào quang bay vào bên trong trường côn màu đỏ xa xa. Trong động quật khôi phục lại yên tĩnh. Yên tĩnh im mắng, Kỳ Linh nhìn bốn phía, nơi này
là nơi hai chú tể đại chiến lúc cuối cùng. Kỳ Linh cảm thấy có chút cơ duyên. Kỳ Linh đi một mình trong động quật, Cửu Trần đi tiếp thu khảo nghiệm của tổ tiên hắn. Chính mình có thể chậm rãi tìm kiếm xem có thu hoạch gì không. Rốt cuộc địch nhân này có lai lịch gì đây? Kỳ Linh lại đi trở về, đến chỗ thi thể của sinh vật hình người da ngăm đen cao 18,000 trượng. Vậy mà có thể làm hai vị chú tể chết cùng ư? Thi thể của nó chính là bảo bối. Kỳ Linh nói thầm, hạch nhân của ngôi sao lưu sao màu vàng, sáu chuôi bóc hồng kiếm của mình hấp thu một phần nhỏ đã có thể thoát thai hoán cốt. Ngôi sao trong quê quán Phong Tiêu vô cùng bất phàm. Kỳ Linh suy đoán có lẽ thi thể này có đặc thù nào khác. Thu! Kỳ Linh vung tay lên, hắn thử thu hồi thi thể. Hắn nhìn thi thể sinh vật hình người đang nằm đó, nó vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên nó không phải Kỳ Linh có thể thu hồi. Biến! Thân thể Kỳ Linh khẽ động, xoẹt! Thân thể cũng tăng vọt đến 108,000 trượng. Lúc này tới gần sinh vật hình người cao lớn, Kỳ Linh duỗi hai tay bắt lấy cánh tay của sinh vật hình người. Sinh vật hình người ngăm đen đã chết, thật sự không phản kích gì cả. Lên! Sau khi bắt lấy cánh tay đối phương, Kỳ Linh kiệt lực muốn nâng lên. Thi thể sinh vật hình người ngăm đen không nhúc nhích. Kỳ Linh cảm giác như phạm nhân muốn nâng núi lớn không động đậy vậy. Cho dù thi thể của chú tể cũng không nặng đến như vậy. Cũng đúng thôi, trong cơ thể của hắn chỉ cần một ngôi sao cũng không phải là ta có thể dung chuyển được. Ta làm sao có thể động đậy cả thi thể của hắn được cơ chứ? Kỳ Linh thử mấy lần nhưng không thể di động một chút nào, chỉ có thể lựa chọn buông bỏ. Đồng thời hắn lại càng nghi hoặc, rốt cuộc sinh vật hình người sinh ra như thế nào đây? Là một loại pháp bảo hay sao? Hoặc là chú tể tộc quần nào đó ư? Kỳ Linh nhìn thi thể sinh vật hình người ngăm đen và suy nghĩ. Biết rõ thi thể này là bảo vật nhưng hắn không có biện pháp gì cả. Lại chui vào ư? Trước kia hắn và Cửu Trần giáo chủ liên thủ còn dùng cả đạo phù, lúc này mới đi ra được. Kỳ Linh thật không muốn mạo hiểm tiếp. Hơn nữa, Kỳ Linh cảm giác mình không chiếm được gì trong thi thể sinh vật hình người này, bởi vì lưu sao màu vàng là hai vị chú tể vì giết sinh vật hình người, thậm chí oanh phá hạch nhân ngôi sao mới chảy ra. Nếu không cũng không phải Kỳ Linh có thể nhúng chàm. Đưa mắt nhìn sang sinh vật ngăm đen trước mặt, cũng nhìn miệng vết thương của nó, địa phương khác cũng không có oanh phá, sợ rằng khó đạt được chỗ tốt nào. Vách đá ư? Kỳ Linh cũng như những người có cơ duyên khác, rốt cuộc buông tha sinh vật hình người, bắt đầu xem xét hoàn cảnh trong hang động. Có bảo vật di tán ư? Không có, cho dù có cũng bị những người tới trước lấy đi mất rồi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kỳ Linh thỏ tay vuốt ve một vết tích trên vách đá. Động quật này hiển nhiên là vĩnh hằng pháp bảo cực phẩm. Trong động quật có nhiều vết thương như thế, những vết thương này còn mang theo ý cảnh đạo, làm cho Kỳ Linh không nhịn được trầm mê trong đó. Những dấu vết chiến đấu này có thể chia làm ba đạo ý cảnh, xem ra là của sinh vật hình người và hai vị chúa tể kia. Kỳ Linh phát hiện một loại là ý cảnh quang minh hạo hạo đáng đáng, một loại là thủy chi ý cảnh vô cùng vô tận, một loại là kim chi ý cảnh vô cùng thô bạo. Kim chi ý cảnh lại yếu hơn hai ý cảnh kia một chút. Đại quang minh ý cảnh là của chú tể áo trắng, thủy chi ý cảnh là của tổ tiên của tu hành giả. Kỳ Linh dễ dàng suy đoán ra được, bởi vì thi thể hai vị chú tể tỏa ra uy áp chấn động, dễ dàng suy đoán. Như vậy, sinh vật hình người tu hành kim chi ý cảnh, nó như vậy mà cũng có thể thi triển đạo, hơn nữa đạo của nó gần tới chú tể mà thôi. Kỳ Linh hết sức kinh ngạc. Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Tô Vô Cơ, Đan Bảo, Na Á Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân. Hung Hỏa Đạo Quân bị Kỳ Linh bắt sống cũng đã thần phục Kỳ Linh. Chủ nhân! Đám người Tô Vô Cơ cung kính hô lên một tiếng, đồng thời đều hiếu kỳ nhìn bốn phía. Bọn họ không quá để ý sinh vật hình người, lúc nhìn thấy hai thi thể chú tể thì kinh ngạc ngây người. Sao? Đó là... Bốn người bọn họ không dám tin tưởng. Đó là thi thể của hai vị chú tể. Kỳ Linh nói, được rồi, đừng phát ngốc ra ở đó nữa. Ta và Kiều Trần giáo chủ may mắn đi tới nơi này. Ta không chiếm được chỗ tốt nào cả. Trên vách đá có dấu vết chiến đấu, các ngươi nên quan sát cẩn thận, có lẽ làm cho các ngươi xúc động ngộ đạo. Phù Cơ, tới gần thi thể chú tể áo trắng kia, ảo thuật lại càng lợi hại, có lẽ sẽ có trợ giúp với người đấy. Bốn người bọn họ vô cùng rung động. Kỳ Linh phân phó cũng tỉnh táo trở lại. Kỳ Linh cũng tín nhiệm bọn họ, dù sao thành tùy tùng đều lập lời thề bổn mạng. Đi thôi, Kỳ Linh phân phó. Dấu vết chú tể chiến đấu ư? Bọn họ bắt đầu điều tra tình huống bên trong động quật. Kỳ Linh cũng ngẩng đầu nhìn vách đá. Hắn nhận ra đạo của các chú tể, tuy không phải kiếm đạo
cho dù đạo khác nhau cũng có điểm tương thông. Như Vạn Thần Đạo Quân ưa thích thể ngộ các loại đạo, thậm chí hắn cũng tìm hiểu qua kiếm đạo, cũng là bởi vì có thể xúc động lẫn nhau. Đây chính là ý cảnh đạo của chú tể, tự nhiên không thể bỏ qua. Vì vậy Kỳ Linh và bốn tùy tùng tìm kiếm trong động quật. Tô Vũ Cơ tu hành hỏa đạo, có thể từ trong hỏa đạo tu hành ảo thuật đạo. Chú tể áo trắng là quang minh đạo, nhưng cực kỳ am hiểu ảo thuật. Ảo thuật cũng không phải đặc quyền của người tu hành tâm lực. Lợi hại, quá lợi hại, đại quang minh, đại tư tái, ảo thuật còn có thể không tưởng tượng nổi như vậy ư? Tô Vũ Cơ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Truyền thừa của nàng từ Phi Tiên Thánh Quân tuyệt đối là người trong nghề mị hoặc ảo thuật, nhưng kém xa vị chú tể áo trắng. Thi thể chú tể áo trắng sau khi chết đi còn có thể dẫn động ảo thuật một cách không tưởng tượng nổi như thế. Chủ nhân, ngươi mau tới đây. Tô Vũ Cơ tìm hiểu hơn 5 tháng liền la lên. Sao? Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi trước vách đá, quay đầu nhìn về phía Tô Vũ Cơ. Trong động quật vô cùng yên tĩnh, Đan Bảo, Na Á Đạo Quân, Hung Hỏa Đạo Quân đang cảm thụ ảo diệu đạo của chú tể. Tô Vũ Cơ kêu làm cho bọn họ ngạc nhiên quay đầu lại. Tô Vũ Cơ lại càng kích động nhìn sang Kỳ Linh. Vũ Cơ, như thế nào vậy? Kỳ Linh đứng dậy đi về phía Tô Vũ Cơ. Vị chú tể áo trắng này quá lợi hại, quả thực là... Tô Vũ Cơ kích động nói. Chủ nhân, người nhất định phải tới cảm thụ cảm giác này. Chú tể đương nhiên lợi hại rồi. Kỳ Linh nói. Tới gần thi thể chú tể áo trắng sẽ bị ảo thuật ảnh hưởng, cho nên mới cho người đi tìm hiểu. Không phải. Tô Vũ Cơ liền lắc đầu nói. Chủ nhân, có lẽ người không có tiếp tục tới gần vị chú tể vĩ đại này ư? Không có. Kỳ Linh lắc đầu, hắn chỉ vừa tới gần đã cảm giác được ảo thuật ảnh hưởng nên giữ khoảng cách. Chủ nhân ngươi, tiếp tục tới gần sẽ biết rõ thôi. Tô Vũ Cơ liền nói. Cách hắn khoảng cách gần, ảo thuật sẽ càng ngày càng thần kỳ. Sư tôn Phi Tiên Thánh Quân của ta am hiểu mị hoặc khống chế, cũng cực kỳ am hiểu ảo thuật. Ngươi biết ảo thuật cực hạn là cái gì không? Cực hạn ư? Kỳ Linh nhíu mày. Ảo thuật cực hạn chính là chân thật. Trong mắt Tô Vũ Cơ mang theo kích động và hướng tới. Nhất niệm thành huyễn, chân thật hư ảo không có gì khác nhau cả. Khi đó ảo thuật đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, chúng ảo thuật đều không phân rõ đâu là hư ảo, đâu là chân thật cả, dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Ta cho rằng ảo thuật của chú tể áo trắng đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi. Sắc mặt Kỳ Linh biến hóa, ảo thuật cực hạn ư, chân thật ư? Nếu như không thể phân rõ hư ảo và chân thật, đúng là sẽ dễ chết đây. Ta càng tới gần hắn, ảo thuật lại càng chân thật. Tô Vũ Cơ nói. Tuy vị chú tể vĩ đại này chết đi, thi thể của hắn tự thi triển ảo cánh, có lẽ có thể phỏng đoán khi hắn còn sống ảo thuật đáng sợ đến bậc nào. Thực lực của ta tương đối là thấp, không có cách nào tới gần được. Chủ nhân mạnh hơn ta nhiều, nhất định có thể tới gần. Chắc hắn có thể cảm nhận được ảo cảnh càng chân thật hơn. Hơn nữa vị chúa tể này đã chết đi, ảo cảnh cũng không có bao nhiêu uy hiếp cả. Chủ nhân, ngươi thử một chút đi. Tô Vũ Cơ chờ đợi nhìn sang Kỳ Linh. Chân thật sao? Kỳ Linh cũng có chút chờ mong. Chủ nhân cứ cảm thụ đi, nhất định phải giảng lại cho ta nghe. Ta hiện tại cảm thụ ảo thuật đã có thể so sánh với thành tựu cao nhất của sư phụ ta, Phi Tiên Thánh Quân rồi. Càng lợi hại hơn thì sao đây? Tô Vũ Cơ cảm khái nói. May mắn không có tính công kích gì cả. Một cường giả am hiểu ảo thuật, dựa vào ảo thuật mê hoặc đối thủ, về sau chính là một kích giết địch. Chú tể áo trắng chết đi, dẫn phát ảo thuật, thực sự có thể mê hoặc đám người Tô Vũ Cơ. Hắn dù sao cũng đã chết rồi, sẽ không chủ động tới giết Tô Vũ Cơ. Để ta thử xem. Kỳ Linh đi tới gần chú tể áo trắng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 209 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.